Xin Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ngày thứ ba, lạy Mẹ hằng cứu giúp, thật con ưa nhìn xem chân dung Mẹ rắn tốt lành. Thấy chân dung Mẹ thì như nghe lời khéo léo, cào rau phẩm chứng cao trọng Mẹ. Còn thấy nơi chân dung ấy có khăn tương rân hiển vinh, Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời. Còn thấy tổng lãnh thiên thần Ga-bi-ri-e là sứ thần Thiên Chúa kính chào Mẹ đầy ơn phước. Thấy tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e làm cho con nhớ Mẹ là đấng thống quản can đạo binh thiên quân. Thấy Mẹ đang nắm lấy tay vua cả trên hết các vua trong tay Mẹ. Can sự ấy cho con hay, Mẹ là bà có phước lạ hơn mọi người nữ. Mẹ là của quý hoa rân xinh đẹp trang điểm bầu thế giới. Mẹ loài thọ tạo vô song, đã nên xứng đáng làm Mẹ ngôi hai ra đời. Mẹ là đấng chẳng vương tỳ tính, là đấng tinh tuyền chí thanh, là công cuộc tuyệt diệu của đấng chí tôn đã tạo dựng, là vực sâu chứa đựng sự trọn lành. Mẹ là nữ vương trên trời dưới đất, lạy Mẹ rất đáng ngợi khen. Con vui mừng mà tung hô thánh đấng và cán sự vinh hiển Mẹ. Mẹ cao sang khôn vi đã không làm cho con khiếp sợ, lại càng làm cho con thêm lòng cậy trong Mẹ hơn nữa. Vì Mẹ Chúa đã dựng lên Mẹ rất thánh và rất cao quyền phép đôi ấy, chẳng qua là để cho Mẹ lo phần rỗi chúng con. Mẹ vui mừng vì các ơn riêng Chúa ban cho Mẹ, chẳng qua là mừng vì nhờ đó mà Mẹ dễ bề cứu giúp chúng con. Lạy Mẹ khôn sanh, xin nhờ quyền phép cao cả Mẹ ban cho con được ơn con xin cùng Mẹ bây giờ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời, nhân vì sự ấy con lấy lòng trong cậy than van chạy đến xăm mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đói đến con là kẻ tội lỗi, lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dụ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen. Nữ vương ban sự bình an cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bình an cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bình an cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alphonso cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.